ra đây. Cầm điện thoại quay ra làm, xem thằng nào đó chán. Thế là mình không cần. Cứ cầm đấy, mày im mồm đấy. Khỏe lấy cho em gói thuốc luôn, khỏe rồi. Dạ. Thôi được rồi. Mình để giải quyết em xui thôi. Mày thích gì? Thôi anh. Thôi anh. Mày tao chém người ta. Em đây cũng ra mày à? Mày ăn mày đi ra đổ đấy. Tao đổ rồi ngay đó. Mày đổ đó. Thì tao đổ rồi. Từ từ nói, từ từ nói. Thôi có đổ cái đường này. Từ anh khỏe. Từ từ nói. Từ anh. Từ nói đi. Mày đã thủ cái hàng nào? Mày đã thủ cái hàng nào? Mày đừng có tao tao. Mày mày nhà tao hai trăm người đấy mày. Từ từ nói đi. Mày không cho xe vào được tao. Anh đi ra đi. Anh đừng đừng. Được rồi anh. Anh. Thôi được rồi anh. Để nó đi. Thôi. Thôi anh. Không lấy hàng lấy hộ cho đi. Đây đây. Đi đi vào đây. Trong cho em anh phải nói lý lẽ. Không nên lý thì lý thôi. Trước giờ anh thích kêu ai thì kêu. Thôi đi vào đi anh. Anh em mà anh em mà trong kia nhưng mà đây là việc của các anh giờ thôi. Thôi đi vào. Cái này không cắt cua thôi là được đâu mà. Vương tức rồi. À vào. Khuyên béo đi. Đi vào. Gọi bên chính quyền rồi đây. Con mẹ thằng chó này. Có anh được không? Nhanh lên. Mẹ cái con lợn này. Cái ông luôn lưu xuống đây. Rồi này kia rồi. Dạ dạ. Rồi để bên phường xuống đây. Thì mẹ đó kêu phường xuống đây. Phường không giải quyết được, tao giải quyết rồi. Chó này.
đồ chơi ra. Kêu anh em xuống. Mày ăn ạ. Kêu xuống hết đi. Hôm nay săn bằng nhỏ luôn. Kêu hết anh em xuống. Phương không giải quyết, tao giải quyết. Hôm nay đánh mày công khai luôn này. Lên chai nước này. Lên chai nước. Chảy hết cả tay. Chó này. Cho anh em xuống đây. Con hẻm này là em làm. Con hẻm này là nhà em bỏ tiền ra làm. Mà bây giờ nó bảo là mình không làm cái hẻm đó. Mình bỏ ra mấy trăm triệu để mình làm cái hẻm. Mà nó bảo mình không làm cái hẻm đó. Nó chỉ lát một ít nhựa bên trên, còn toàn bộ bê tông là của em làm hết. Bây giờ nó răng. Nó tự ý nó chặt cây, nó răng ra trước cửa hẻm, nó không cho bất kỳ một cái xe cộ nào vào để ship đồ. Từ đây ra ngoài đó là mấy trăm mét rất là xa, mà xe tải không thể nào mà chạy vô từ đầu hẻm đây. Mấy cái thằng là gọi anh Quyến xuống đi. Là đuối à? Anh Quyến 203. Ra cái tay chân này. Chính quyền xuống xem có giải quyết được không? Chính quyền không giải quyết thì mình giải quyết. San bằng nhà nó luôn. Nó đang bố láo. Mình bỏ tiền ra mình làm con hẻm này mà nó lại dám chặn đường nhà mình.
Xin lấy nhanh con dao ấy ra đây. Ra chặt cổ ấy. Vậy thôi làm sao mà nó... Mày gọi anh em xuống giùm anh em. Trời, cái hồ đẹp quá. Trời, mặt trời mà chiếu xuống nó đẹp chừng nào anh ha. Kìa này con tôi mà bạn đánh nó chiếu xuống cái bánh hướng còn nó ngã từng lắm. Cảnh này đâu dễ gặp đâu, trời đi sớm đi trễ xíu đâu gặp đâu. Cảnh sát.
Wow. Đứng trong đó. Ở trong đó. Twin Lakes City.